cái thông tin kế tiếp là thông tin mà dành như nào mà là fan của Ethereum giống như là Thuận đó thì các bạn thấy được là thông tin đó, là Robson Testnet của Ethereum đó thì uh, theo dự tính là sẽ bắt đầu thực hiện cái sự tích hợp uh, The Merge nghĩa là kết hợp giữa mạng lưới Proof of Work và Proof of Stake trên mạng lưới thử nghiệm này Đây là mạng lưới thử nghiệm mà thôi họ sẽ bắt đầu thử nghiệm vào ngày 8 tây tháng 6 thì nhiều bạn sẽ hỏi được là bây giờ là thử nghiệm mà thôi nhưng mà thử nghiệm thì chừng nào chúng ta mới thấy là mạng lưới Ethereum thực sự là có the merge và chuyển thành hệ thống proof of thì dựa theo cái tài liệu mới nhất chúng ta nhận được đó đến từ Bankless Ray Justin là một trong những cái developer của Ethereum nói là the merge có thể xuất hiện sớm nhất đó là tháng 8 có nghĩa là sau khi mà có cái mạng lưới thử nghiệm Robson này thử nghiệm the merge xong thì Ethereum đó sẽ bắt đầu có cái hiện tượng này trên mạng lưới chính thức vào tháng 8 nhưng mà đương nhiên các bạn thấy được là đây là Ethereum thì thường thường À, là sẽ đẩy lui về khoảng chừng 3 tháng như là thuận nghĩ là khoảng tháng 11 mới có và chúng ta khi mà thấy hiện tượng này xảy ra đó thì chúng ta sẽ thấy là hai cái mạng lưới sẽ trở thành một bây giờ có hai mạng lưới ở tên là một là mạng lưới proof stake hai là mạng lưới proof work như là mạng lưới hiện tại các bạn sử dụng đó khi mà chúng ta thấy tiến tới gần cái ngày này đó sẽ có hiện tượng the mơ xảy ra và có nghĩa là tất cả sẽ chuyển thành một mạng lưới duy nhất mà thôi đó chính là mạng lưới proof stake thì điều này có phải là chúng ta sẽ thấy mạng lưới sẽ nhanh hơn và phí thấp hơn ngay lập tức hay không? Thì cũng là chưa phải. Khi mà chúng ta bước qua Proof of Stake rồi, rồi sau đó chúng ta mới thấy được cái bước kế tiếp là họ sẽ bắt đầu thực hiện những cái cải tiến để cho mạng lưới nó nhanh hơn và phí rẻ hơn. Nhưng mà hiện bây giờ đó, nhìn vào những gì chúng ta nhận được trong dòng năm nay, Ethereum sẽ chuyển thành hệ thống Proof of Stake một thông tin khác nữa cũng khá là thú vị đó chính là một cái sự lộn xộn xảy ra khi mà công ty Tesla đó đã bị loại bỏ chỉ số S&P 500 ESG ESG này là chỉ số môi trường, xã hội và quản trị à, các bạn thấy được đó để hiểu rõ hơn đó là có một cái uh, danh sách chỉ số Hoa Kỳ gọi là S&P 500 ESG đây là những công ty mà nằm trong cái số danh sách đó mà người ta cho là những công ty này có cái ý thức cao về môi trường, xã hội và quản trị thì chúng ta được là đương nhiên Tesla nằm trong cái khối công ty này cũng là dễ hiểu thôi tại vì Tesla là công ty mà chuyên về điện mà thì đương nhiên là muốn bảo vệ môi trường nhưng mà Tesla lại bị loại bỏ ra khỏi cái khối này mà thậm chí đó chúng ta được là Tesla bị loại bỏ nhưng mà những công ty xăng dầu như là Exxon Mobil thì vẫn còn ở lại cho nên đây là một điều rất là nghịch lý và sau đó đó Elon Musk gọi ESG là một cái trò lừa đảo, một cái outrageous scam. Các bạn có nhớ là năm 2000 11 đó giờ này năm ngoái là cái sự lộn xộn giữa cái việc là công Tesla đó trước đó là chấp nhận thanh toán sử dụng Bitcoin để mà mua xe Tesla sau đó đó vài tuần thì lại không chấp nhận nữa hồi tháng 5 năm 2021 lý do tại sao tại vì lúc đó đó công Tesla gặp cái áp lực đến từ ESG họ nói là công Tesla đây là chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin thì Bitcoin đó là một cái đồng mà có hệ thống đào mà hệ thống đào sử dụng rất là nhiều cái nguồn năng lượng xấu cho nên sau đó đó công Tesla bị áp lực bởi ESG cho nên đã loại bỏ Bitcoin và không chấp nhận nữa nhưng mà các bạn thấy một năm sau thì như thế nào chúng ta đã thấy được là năm ngoái đó Tesla bỏ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin vì áp lực từ ESG bây giờ thì ESG bỏ Tesla nhưng Bitcoin sẽ không bao giờ bỏ Tesla Cơm hôm chưa ma mà Elon Boy về tài liệu on chain chúng ta cũng sẽ không nói quá nhiều trong video này tại vì cũng không nhiều cái sự thay đổi lớn đâu nhưng mà thường cũng dành mỗi thời gian đó các bạn có thể thấy trên màn hình tổng cộng là có 6 cái biểu đồ 6 biểu đồ này là đại diện cho tùy theo ví lớn hay là nhỏ và cái số lần ví có tăng hay là không thì trong thời gần đây các bạn thấy rất rõ ràng là những địa chỉ ví nhỏ đó có nghĩa là những địa chỉ mà có hơn 0,1 BTC thì có cái sự tăng trưởng có nghĩa là có nhiều ví hơn mặc dù là giá cả có cái sự đi xuống nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là càng ngày có càng nhiều ví hơn có ít nhất là 0.1 BTC kế tiếp chúng ta thấy được là những cái ví mà có hơn một BTC đã cũng có sự tăng trưởng gần đây Bạn được là cái đường màu cam này okay, mà tiếp tục có cái sự tăng trưởng cho lên chúng ta thấy những cái ví lớn khác đó thì không có sự thay đổi nhiều như là những ví mà có hơn 10 BTC thì không có thay đổi nhiều chúng ta thấy được là những ví có hơn 100 BTC cũng không có cái sự thay đổi nhiều Chúng ta nhìn bên dưới này ra những cái ví mà có hơn 1.000 BTC cũng không có sự thay đổi nhiều Nhưng mà ngược lại Những cái ví mà có hơn 10.000 Bitcoin có nghĩa là ít nhất là 300 triệu đô la đó Các bạn thấy như thế nào? Đó là có một cái sự tăng trưởng Các bạn đã thấy được là thực ra đó là từ ngày 3 tây tháng 5 đó chúng ta có tổng cộng là 90 ví Kết thúc ngày hôm nay chúng ta đã có tới 95 ví là có thêm 5 cá voi lớn xuất hiện mỗi ví đó là lưu trữ hơn 10.000 BTC thì khi zoom ra các bạn thấy rõ hơn đó là những cái ví khác này không có cái sự di chuyển ngoại trừ những cái ví nhỏ có từ 0.1 cho đến hơn một Bitcoin thì có cái sự tăng trưởng có nghĩa là những nhà đầu tư riêng lẻ đó những người mà đầu tư dài hạn như là thường nhiều bạn thì vẫn tiếp tục có cái sự lưu trữ những cây cá voi chung không phải là cá voi lớn mà cá voi dừa đó thì không có sự thay đổi nhiều nhưng mà những cá voi lớn đó thì lại thấy cái sự tăng trưởng trong cái số lượng ví gần đây đó chính là tình hình cái số lượng ví ở trên Classno hiện tại mà thường muốn chia sẻ với các bạn còn về cái số lượng bitcoin nạp vào rút ra ra sao thì cũng không gì đặc biệt đâu các bạn bốn ngày qua đó chúng ta thấy được là chúng ta cũng có bốn cái thanh màu xanh này tôi nghĩ là cái số lượng mình còn nạp vào nhiều hơn là rút ra nhưng mà các bạn thấy được là cái số lượng cũng không đáng kể 4 ngày liên tục đúng là màu xanh nhưng mà khi mà zoom ra các bạn thấy được là chúng ta cũng không thấy cái gì gọi là đáng kể hiện bây giờ cũng khá là im lặng trong vòng hai ba ngày qua nhưng mà chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới tài liệu liên quan tới theo đi tại vì cái vụ theo này đó hầu như ngày nào cũng có thêm drama thì chúng ta nhìn trên màn hình đó, đây là cái kết quả bỏ phiếu hiện tại của Terra Luna thì các bạn đã thấy đó là 79% bỏ phiếu là yes ủng hộ cái việc là tách rời đồng Terra thành hai đồng một đồng đó chính là Terra một đồng là Terra Classic chúng ta đã nói tới nhiều rồi thì phần lớn là ủng hộ và các bạn thấy được là cái số lượng không ủng hộ rất là thấp có nghĩa là chúng ta thấy khoảng chừng 15% là không ủng hộ mà thôi còn lại 4% đó là bỏ phiếu trắng nhưng mà theo luân hiểu đó bây giờ chúng ta đã qua cái threshold rồi có nghĩa là khả năng bây giờ đó thường cảm thấy được coi như là có kết quả có nghĩa là cây mạng lưới sẽ tách rời như là Do con muốn có nghĩa là sẽ có một cái mạng lưới mới và một cái mạng lưới cũ mà lưới cũ là theo classic mà lưới mới là theo Thì chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm qua như bạn nào mà chưa xem hãy xem để hiểu hơn về chuyện đang xảy ra với lại cái đề xuất mới nhất của Do con như này đương nhiên làm cho nhiều người cũng không có hài lòng tại vì trước khi mà bỏ phiếu như thế này đó đã có nhiều cái bỏ phiếu cộng đồng và hầu như cộng đồng đó là 80% là chống đối nhưng mà khi bỏ phiếu đó đột ngột lại thấy được là phần lớn là bỏ phiếu ủng hộ nhưng mà thường nghĩ đây cũng là kết quả rồi và nhưng mà nào mà còn lưu trữ Luna hay là đồng UST đó thì các bạn chờ airdrop mà thôi khi nào mà có airdrop thì đừng hiểu là airdrop đó sẽ bắt đầu vào thứ sáu tuần sau tại Hoa Kỳ có nghĩa là cái giờ Hoa Kỳ ra một tuần nữa sẽ có airdrop theo đừng hiểu là đó là cái ngày mà sẽ có cái mạng lưới mới ngày 27 tây tháng 5. Và chúng ta đây thấy thêm đó là một công ty nữa, có thể là chúng ta nghe nhiều những cái à, tài liệu là người này hay là người kia đầu tư quá nhiều vào đồng USDT cho nên mất nhiều. Nhưng mà các bạn có biết là có một công ty thông mới biết mới đây thôi, đó là chính là công ty Stable Gangs. Thì công ty Stable Gangs là một công ty đó mà các bạn có thể gửi tiền mặt hay là các bạn có thể gửi đồng ổn định USDC vào trong cái um, ứng dụng này. Thì ứng dụng này đó các bạn gửi tiền vào để mà lấy lại và họ hứa hẹn đó là trả 15% tiền lãi. Thì các bạn có biết cái phần tiền lãi đó đến từ đâu hay không? Cái phần tiền lãi đó đó là đến từ họ lấy cái số lượng tiền người ta gửi, sau đó đó là họ đem số lượng tiền đó đi stake với lại Anchor Protocol. Có nghĩa là lấy cái phần trăm là khoảng 20%, họ trả như đầu tư 15% rồi họ bỏ túi 4%. Thì họ nghĩ là làm như vậy đó là giống như là tiền trên giờ rơi xuống gì đó thì nó sẽ có rất là nhiều cái lợi ích và họ nghĩ là Anchor Protocol là một cái cách làm rất là an toàn nhưng mà không ngờ lại có sự sụp đổ của đồng USD như vậy. Bây giờ đó thì họ đang thiếu như đầu tư tổng cộng là 42 triệu đô la coi như đã tăng biến mất tại vì đồng USD xuống giá quá nhiều và hiện bây giờ đó là họ có 4878 những khách hàng bây giờ đang rất là không hài lòng với họ và dẫn đến là có một cái cuộc kiện tụng. Những cái người này có thể là sẽ không kết quả tốt đâu các bạn thấy được là bây giờ họ đang gặp rất nhiều rắc rối tại vì họ tin tưởng quá nhiều vào UST và họ không có nói cho những khách hàng của họ biết là họ dùng sức này để làm gì mà có thể trả lại suất 15% họ dùng để mà gửi vào Anchor Protocol và bắt đầu từ tối hôm qua đó có rất nhiều những cái tin đồn liên quan đến là Do Kwon á, thì có thể là đang bị cục thuế ở Hàn Quốc đó là bắt là phải đóng tổng cộng là 78 triệu đô la. Và cái thông tin này đó là bây giờ được nhiều người chia sẻ hiện bây giờ thì cũng đã chia sẻ một số những tài liệu với các bạn tối ngày hôm qua. Thì lý do tại sao mà người ta nói là Luna đó đang nợ tổng cộng là 78 triệu đô la và Do Kwon phải trả cái số lượng tiền này. Tại vì đó người ta nói là công ty mà được gây dựng đó đó chính là một cái công ty có tên là Luda Foundation God và Terraform Labs hai công ty này đó là được gây dựng ở Singapore nhưng mà ngược lại đó những cái người mà quản lý đó giống như là Docon đó Docon là một trong những người mà chiếm cổ phần trong công ty tới 92 phần lần và phần lớn những quản lý đó là họ không có sống ở Singapore mà họ sống ở Hàn Quốc vì lý do đó đó là chính phủ Hàn Quốc cho công ty Luna Foundation Guard và Terraform Labs hai công ty này là hai công ty thuộc sở hữu của Hàn Quốc vì lý do đó họ cần phải đóng thuế cho Hàn Quốc và tổng cộng nó nói là Dogecoin đang thiếu họ là 78 triệu đô la. Từ tới bây giờ thì cũng vẫn chưa có rõ là thông tin này có chính xác hay là không và tối hôm qua thì có chia sẻ với các bạn trên mạng xã hội đó là cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc cho biết đó là Terra cần phải trả 35 triệu USD tiền thuế. Dowcon đã có 92 cổ phần của công ty và tuy là công ty ở Singapore nhưng mà cư trú tại Hàn Quốc cho nên cục thuế đã của Hàn Quốc xem như đây là một tổ chức gián tiếp của Hàn Quốc. Vì lý do đó đó là họ đang tìm cách đánh thuế thêm 79 triệu, tại vì Dowcon đã chuyển tài sản cho Luna Foundation Go, cái này được xem như là quà tặng theo điểm thuế và phải đóng theo thuế quà tặng ở Hàn Quốc. Cho nên nếu như là cái thông tin này là thật đó, thông tin này là dựa theo những cái bài được chia sẻ rất là nhiều hiện bây giờ Thuận thì không có biết tiếng Hàn và cũng ít xem phim Hàn Quốc cho nên nó cũng không có rõ những thông tin nó có đáng tin cậy hay là không Nhưng mà nào mà rành hơn về tình hình ở Hàn Quốc đó và bài báo này có thật sự là đáng tin hay không thì các bạn hãy comment ở bên dưới Tại vì nếu như mà đó là sự thật là tại vì Do Kwon đang thiếu nợ và Luna Foundation đang thiếu nợ tiền thuế và bây giờ các bạn thấy được là tất cả À, điều đâu có còn tiền đâu thì như vậy làm sao trả tiền thuế được thì đây cũng là một trong những cái thuyết âm mưu được chia sẻ hiện bây giờ là mặc dù chúng ta thấy được rất là nhiều những đề xuất được chia sẻ gần đây mà hầu như đề xuất nào đó do con cũng không có chấp nhận và cũng không có để ý đến và do con cứ chỉ muốn là cần phải có thêm một đồng Luna mới cần phải halve ra một đồng mới và đồng mới này đó là Luna và De sẽ không có liên quan gì đến cái đồng mới này hết các bạn thì được là phân phối Những đồng mới đó thì cái ví của Luna Foundation God đó, cái ví này đâu có nhận cái drop đâu coi như là không liên quan đến cái đồng mới này nữa thì nhiều người cũng không hiểu tại vì có nhiều những đề xuất những đề xuất mà nhiều người nghĩ là có khả năng để mà cứu vãn tình hình của đồng Luna hiện tại đó những đề xuất liên quan tới là bỏ UST đó đương nhiên là điều, điều cần thiết rồi và kế đó nữa đó là mỗi một lần mà có giao dịch trên mạng lưới Luna thì một phần Luna bị đốt đi thì nếu như mà Luna thực sự là một mạng lưới mà được nhiều người yêu thích đó, thì một thời gian sau cái số lượng Luna bị đốt đi sẽ có sự ảnh hưởng đến giá cả và sẽ có cái sự hồi phục thì nhiều người cho đó là giải pháp tốt hơn nhưng mà DogeCoin chỉ muốn có thêm một cây chuỗi mới mà thôi thì nếu như đây là thông tin thật đó, thì Thúy Âm Mu cho là tại vì DogeCoin thực sự là muốn thoát ra khỏi cái chuỗi cũ và sau đó là khai phá sản cho cái Luna Foundation Go và không cần phải trả cái thuế này. Đây là một cái thứ âm mưu mà được nhiều người nói tới. Hôm qua thường chia sẻ thông tin cũng không có nhiều nhưng mà hôm nay lại có nhiều bài viết đăng về cái tài liệu này cho nên thường muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao comment ở bên dưới. Và chúng ta cũng thấy được là cái vấn đề liên quan tới cái vụ Luna và UST đó bây giờ cũng có cái sự liên quan đến lại đồng AVAX. Thì tại sao lại liên quan? Các bạn cũng đã nhớ là ngoại trừ là Terra Foundation Go là họ mua đồng BTC, họ cũng mua một số lượng lớn đồng AVAX. tổng cộng đó là họ đã mua cái số lượng đồng AVAX 100 triệu đô la nhưng mà họ lấy đồng Luna và 100 triệu đô la đồng USDT đổi ra thành đồng AVAX, đồng Avalanche. Thì cái câu hỏi bây giờ đó là cái số lượng đồng AVAX mà đang được lưu trữ bởi Luna Foundation Girl đã bán hay là chưa chúng ta cũng đã biết là họ nói là họ không có còn như Bitcoin nữa họ còn khoảng chừng ba trăm mấy Bitcoin mà thôi nhưng mà còn Avalanche như thế nào thì ở cái team Avalanche đó, nói là theo theo Form Labs đó, thì họ mua tổng cộng là 1,09 triệu đồng AVAX và cái số lượng đồng này là có lóc Có một năm và các bạn đã biết là họ chỉ mới mua tháng vừa rồi mà thôi có nghĩa là cái thời điểm đang bị lóc lại đó vẫn còn ở hiện bây giờ có nghĩa là chúng ta theo lý đó là sẽ không thấy cái số lượng bán đi nhiều người bây giờ lo lắng là nếu như mà có cách nào đó mà họ bán đi được nên thì tính như thế nào thì uh, có phải là ảnh hưởng rất nặng nề đối với đồng Avalanche hay là không thì họ lưu trữ tới 1,09 triệu đồng Avalanche lần thì đội Avalanche nói đó là cái số lượng này đó tuy là thấy nhiều nhưng mà thật ra đó trong vòng một tuần qua chỉ có cái phần trăm là 0,5% của tổng số lượng giao dịch mà thôi cho nên theo lý đó thì cho dù là cái số lượng này có bị xả lên thị trường đi nữa đó cái sự ảnh hưởng cũng không có nhiều như mọi người tưởng đâu. Nhưng mà cho đến bây giờ đây nhiều người vẫn đang nghĩ là cái số lượng đồng AVAX này đã bị bán hay là vẫn chưa bị bán. Và ngược lại đó thì ở bên đồng Avalanche họ lưu trữ đồng Luna và đồng ust thì họ đã bán hay là chưa. Đó là hai còn họ chúng ta vẫn chưa biết hiện bây giờ. Và họ nói là nếu như mà thật sự đó là Luna Fordesinger Muốn bán cái số lượng đồng Avalanche này Thì đồng Avalanche sẽ làm việc Với lại Luna Để có thể bán một cách nào đó Mà không có làm ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường Thì đây là cái sự phản hồi đến từ đồng Avalanche và những bên nào mà là fan của Avalanche thì Avalanche cũng là một cái mạng mà nhiều người cũng quan tâm đến và các bạn thì được có một thông tin mới được chia sẻ gần đây đó chính là đồng Avalanche cũng tiếp tục tiến tới để mà phát triển mạng lưới cho nhanh hơn để có thể hỗ trợ web 3 và cái cách mà họ sẽ mở rộng mạng lưới đó đó chính là một cái ứng dụng có tên là Subnet Subnet sẽ là một cái ứng dụng trong hệ sinh thái của Avalanche giúp cho mạng lưới này có cái sự mở rộng hơn và đây là tất cả những thông tin mà thường muốn chia sẻ với bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng các bạn nhận được giá trị trong cái video này. Và một lần nữa đó, ngày mai thường sẽ không có làm video, nhưng mà thường hẹn các bạn trong video kế tiếp ngày mốt. Và một lần nữa đó, thường muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Nhưng mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital, đó, thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thông mô liên của thuận Capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn Nexx, sàn SNEX Và như mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như như mà nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thường hay nói đến Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn